Xin kính chào tất cả mọi người. Đây, này là cái cắt tỉa o của cái cây nhánh của cái cây dạo cánh xếp Cần Thơ. Nè, cái giống này nè, nói chung là nay mình cắt ra cho anh em có sưu tầm đồ chơi. Đem về đây cũng được hơn 1 năm rồi. Cái giống này nó ra đặc tính đó ha. Đọt một cái đọt nó thẳng trừ, nó kéo dài cả mét nha. Đó, nó không có phân chèo nhiều. Nói chung là có những cái mắt ngủ bên trong á. Nó xếp xương cá là mỗi mắt luôn nè. Nếu chúng ta bấm chặn thì nó sẽ phân chèo. Còn nếu chúng ta để thả ra, đó, nó vẫn có chèo, vẫn có đầy đơn á. Xương cá nó đầy đặc luôn. Đó, nó làm nụ á, đặc cây luôn nè. Đây, đặc tính của cái giống á. Mấy giống khác chúng ta nuôi cũng không bao giờ được gì như thế này đâu. Mà cọng xương nó mập ú nu cũng nần à. Để cho anh em nào có sưu tầm để ghép vô mấy cây để mà tạo hình á. Tạo hình này hình kia. Cái này mình cắt lại trường cái đuôi dài nè. Làm hình con chuồn chuồn hoặc là chiếc máy bay trực thăng gì nè ha. Cái đuôi dài nè. Tạo hình á. Nói chung là đặc tính của cái giống này nó vậy á. Tết chơi xong nè, bấm chặn chỗ này nè, cái nó nhảy ra hai bo, nó nhảy ra hai tược, một cái tược nó dài cả thước nè. Nói chung là đọt nào cũng vậy á, chúng ta học bấm chặn là để nó kéo dài cả mét vậy. Nụ thì nó dắt á, nó dắt từ trong, nó dắt ra ngoài. Đó, anh em nào mà thích chơi mai giống như dạng như cây đào á, nó chỉ lên vậy. À, Tết bông nó dắt theo cái này, kiểu này nè. Lấy này sưu tầm vậy. Bông á thì đẹp á. À, kỳ mình đi Cần Thơ mình đem được hai cây về á. Cây này với lại cây mà anh kia là siêu bông Cần Thơ á. Nụ dữ lắm nụ. Nên nói chung là cây này độc biến của Phú Quý ra nè. Nụ nó dắt dữ lắm dắt á. Như kiểu Phú Quý á. Lá giống như kiểu Phú Quý á. Đột biến á, nụ dữ lắm nụ á. Kêu siêu bông Cần Thơ nha. Đó, thì mình đi Cần Thơ thì chia lại của anh Phước á. Có hai giống nè. Siêu bông Cần Thơ với lại cái thằng dảo, anh kêu là dảo cánh xếp á. Mà cây này thì ghép gốc tứ quý á. Ghép mới có năm mấy thôi. Năm nay năm thứ hai nè. Chột tay cái muốn liền đầu luôn à. Đặc tính của cái giống này để chúng ta anh em nào có thích tạo hình đâu á, tạo hình hình này hình kia đâu à. Nó vươn dài mà nó có phân chèo á đó, nhưng mà nó không có, nó chú trọng về cái đọt nhiều hơn đó. Chúng ta làm nói chung là có nhiều ý tưởng á, được cái giống nè, nó ra nó không phải giống như mấy giống kia. Giống khác nó ra nó phân chèo như thế này, nó lớn ở dưới, còn này nó lớn cái đọt, ưu tiên cái đọt nhiều. Đó. Cọng xương nó mập dữ lắm, mập. U nào nè. Đó, anh em có ghép từ mấy cây mai con rồi nè. Nó ra nó có cái đuôi trâu á. Nó dắt ngọn thì chúng ta dễ chỉnh sửa lắm. Dễ tạo hình lắm. Ra nó dắt dựng thước á, đây chúng ta cặp nhôm cho người ta uống á, ra hình này rồi, thú á. À, cặp nhôm vô uống á, nè có cái mẫu này mình làm á, cách đây năm trước, à, cặp nhôm vô uống nó ra mẫu này. Trái tim này liền đầu luôn rồi. Đặc tính của cái giống nó ra là nó vươn dài vậy. Rồi. Rồi, chia sẻ với anh em á. Anh em thì nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp cũng được á. Cộng xương ú na ú nần à. Đó, thì mình cắt cái khúc non non rồi ta, khúc này không biết ghép được hay không.
Khúc này anh em nào có ghép ghép mắt được á, đây thôi mình cắt khúc non non cho dễ ghép á. Khúc dưới đây bỏ. Có con cây nhỏ vậy nè, mở ra một đống vậy nè, nhiều dữ lắm. Nói chung cộng xương nào cũng vậy á. Mập thù lù không à. Này tạo hình con chuồn chuồn hay chiếc máy bay gì á. Có cái đuôi nè. À, mà anh em xem mặt hoa nói chung là nó đẹp á, dễ nhìn lắm. Cánh xếp Cần Thơ. Nói chung là toàn là mặt bông mà nó đẹp, màu nó đậm á. Anh chủ anh lấy anh ghép ra. Sưu tầm á. Nhúng nước. Rồi mình em xem mặt hoa nó ở Tết vừa rồi á. Chung nổi được cái tạo hình này không nè. Ghép ra cá thước vậy nè. Mà cộng xương mập chứ không phải ốm á. Mập thù lù luôn á. Giống này nó mạnh chứ không phải yếu đâu. À, mấy giống khác ghép ra nhưng mà thọ hương ghép ra nè. Người ta không có vô nhôm á. Hay là nó ngã nghiêng ngã ngửa. Còn này không có vô nhôm là tự động nó cứng luôn á. Không có vô nhôm á. Không có cộng nhôm nào hết trơn. Chỉa thẳng luôn à. À, lúc mà nó còn nhỏ nhỏ người ta vô người ta tạo hình đó. Hình trái tim, hình chim công gì đó. Cái này gốc tứ quý, nụ dữ lắm.